Xin chào cả nhà, hôm nay Hải Anh sẽ mang tới cả nhà mâm cơm ấm áp mùa đông với món ốc chuối đậu. Là một món ăn rất là gần gũi, thân thuộc với cả người miền Bắc nhưng lại khá xa lạ với cả người miền Nam. Cả nhà cùng tham khảo món ăn hấp dẫn này cùng với nồi đa năng em quay Queen với Hải Anh nhé. Đối với món ốc chuối đậu thì nguyên liệu chính sẽ là ốc. Đầu tiên khi mà chúng ta mua ốc về thì chúng ta sẽ ngâm ở trong cái nước có ớt, thả vài miếng ớt vào để cho ốc có nhả nhanh sạch. Sau đó thì chúng ta rửa sạch và sẽ luộc. Luộc ốc thông thường thì chúng ta sẽ cho sả và lá chanh. Nhưng đối với cả món ốc chuối đậu này thì Hải Anh sẽ cho lá lốt vào trong cái nước luộc. Đó, khi mà nước sôi lên cho một vài hạt muối vào thì chúng ta sẽ cho ốc vào luộc. Lưu ý là luộc ốc ấy thì ốc sẽ rất là nhanh chín. Ở cái bước này thì chúng ta chỉ cần đậy vung lại để chờ cho ốc sôi lại, là mở nắp ra là ốc đã được rồi. Trong lúc mà chờ ốc được này thì anh sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu khác. Sau khi sơ chế nguyên liệu thì Hải Anh đã bày hết tất cả lên trên bàn như thế này. Riêng đối với ốc thì sau khi chín chỉ cần khêu ra. Nếu như bạn sẽ thích ăn những con ốc dai thì bạn sẽ có thể ướp cùng với cả một chút mắm tôm, một chút mẻ trực tiếp vào ốc luôn. Nhưng đối với cái cách này thì mình sẽ cần cho ốc vào trong quá trình nấu. Còn Hải Anh sẽ thích ăn những con ốc giòn hơn, mỡ hơn, cho nên Hải Anh sẽ không ướp và cho vào ở phút cuối cùng khi mà ninh nồi ốc. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên sẽ là thịt dọi. Mình sẽ cho vào nồi nóng áp chảo để cho nó ra mỡ. Khi mà cái miếng thịt đã xém như thế này thì bây giờ mình sẽ cho hành tỏi vào xào thơm. Đã chảy mỡ ra rồi, mình sẽ không cần phải cho thêm mỡ nữa trong cái quá trình xào hành này nữa. Nghệ thì chúng mình sẽ giã mịn như thế này và lọc mấy nước để cho vào xào cùng với cả thịt và chuối. Khi mà thịt đã ngấm đều với cả hành tỏi rồi thì mình sẽ bắt đầu cho mắm tôm vào, xào cho nó ngấm. Khi mắm tôm sôi lên, ngấm đều vào thịt và hành thì chúng ta sẽ cho nước nghệ vào tạo màu. Cái nghệ này nó sẽ giúp cho cái nồi chuối ốc đậu của chúng mình sẽ rất là đẹp mắt. Nước sôi lên thì chúng mình sẽ cho chuối vào. Cho chuối vào xào thì mình sẽ đảo đều lên để cho chuối nó ngấm. Và mình sẽ đậy vung lại một chút để cho cái chuối nó ngấm đều cái mắm tôm và nghệ ở các bề mặt. Khi mà chuối đã được nghệ bao phủ tất cả các bề mặt và có một cái màu đẹp mắt như thế này thì chúng mình sẽ nêm mẻ để cho cái miếng chuối của chúng ta nó ngấm được cái vị mẻ và mắm tôm. Sau khi nêm mẻ thì mình sẽ cho cái phần mà nước luộc ốc ngay từ đầu mình tách ra vào trong cái nồi chuối này. Mình sẽ chờ cho sôi lại và mình nêm gia vị. Với đậu ở trong cái nồi ốc chuối đậu này thì nếu như chúng ta dùng đậu nướng thì chúng ta chỉ cần cắt nhỏ thành miếng vừa ăn. Còn nếu như chúng ta dùng đậu trắng thì chúng ta có thể chiên cho vàng lên, chúng ta dùng đều được. Nhưng với ốc chuối đậu này thì anh sẽ thích dùng cái đậu nướng hơn. Cái nước ốc nó ngâm xăm sắp bề mặt như thế này thì chúng ta sẽ cho thêm một cái phần nước để cho nó đủ. Thế nào là đủ đối với cả một cái nồi chuối ốc đậu kiểu này thì cái mực nước nó sẽ cao hơn cái chuối đậu khoảng độ 5 cm, là khi mà chúng ta đã đầy đủ. Bây giờ khi nước đã đủ rồi thì chúng ta sẽ thêm gia vị, đường, muối, một chút hạt nêm, có thể cho hay không cho thì tùy khẩu vị nhà bạn. Mắm. Đun lên cho nó tan ra thì cái lúc này chuối nó đã tương đối bở rồi. Rồi chúng mình sẽ cho đậu vào đun thêm khoảng 5 phút. Bây giờ cũng vào đến giai đoạn cuối rồi. Mình sẽ cho ốc vào để cho nó ngấm. Đảo đều lên cùng với cả đậu. Và đến bước cuối cùng là cho cà chua vào, cho lá lốt và tía tô vào.
ốc chuối đậu thì các bạn cũng có thể ăn kèm cùng bún và các loại rau sống khác nhau như Hánh đã để trên bảng công thức, hoặc là tùy sở thích khẩu vị của mỗi gia đình. Một nồi chuối ốc đậu ngon là khi có độ sánh, có màu vàng đẹp mắt và có vị chua dịu của mẻ. Ốc thì giòn và béo cộng với cả các rau thơm vừa tới, tất cả quyện vào nhau nên một cái vị rất là ấm áp trong mùa đông. Vậy là nồi ốc chuối đậu của Hánh đã xong rồi. Mùi lá lốt tía tô đã quyện lên rất là thơm. Hẹn gặp mọi người ở trong số tiếp theo của chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen.